là nem nè. Nem mình có là một tiểu cảnh hồng hoang bộ nha anh em, để chia sẻ anh em mình thi công đến hoàn thiện nha. Trước tiên thì mình mô phỏng cái hồ trước nha anh em, thì mình thấy đẹp mắt, mình sắp gạch ở dưới trước ha, rồi mình thấy đẹp mắt thì mình mới xây lên cái hồ nha anh em. Thì mình chia sẻ anh em để có một cái hồ theo ý muốn của mình thì mình sẽ sắp gạch trước nha. Thì mình thấy hài lòng thì mình từ đó mình sẽ xây lên, thì theo sâu cạn nha anh em. Cái hồ này thì mình tương đương cỡ 4 tấc nước thôi, có lẽ là mình dán một viên gạch 4 tấc nha. Thì cái hồ cá này nằm trong góc tường nha, góc tường ở trong phòng khách nhà nha anh em. Ở ngoài, ở mé ngoài á, mình xây hồ lắng hồ lọc cho nó không gian ở trong nó rộng chút nha. Thì mình từ từ mình sẽ chia sẻ anh em từng giai đoạn nha. Rồi mình sẽ xây hồ xong hết anh em, thì mình tô là một lớp hồ dầu nha, rồi tô lên một lớp hồ tô nha, rồi mình hôm thêm một lớp hồ dầu nữa nha, rồi mình sẽ tô thêm một lớp nữa, rồi mình mới dán gạch nha anh em, vậy cái hồ nó mới không đi nước nha. Giờ đi làm hồ thất nghiệp rồi, cũng không được phải làm nghiệp ở đây đi làm hồ nha. Đây à, cái túi ấy gà đem vô phòng để đây. Đây mình chia sẻ anh em ha, đây là hồ cá nha. Thì đây là để chúng lên học cái rõ mình hả, ông hút đáy nha đây. Còn đây ông hút mặt nha. Thì mình làm sơ lược thì từ từ mình chia sẻ tiếp nha anh em. Mày mới còn thành hồ thôi, còn lòng hồ mai mình còn gót đá nữa nha. Hôm nay mình đã hoàn thiện phần vách hồ và đáy hồ nha anh em. Mình đã dán gạch xong nha, và đi ống rồi luôn ha anh em. Thì mình tiếp tục chia sẻ anh em nha. Có một cọng sắt niềng trên miệng nha anh em, tặng cho nó đừng răng nứt nha. Thì đây không gian nhà của anh Minh ở thị trấn Thạnh Phú, An Thuận, Bến Tre nha anh em. Hôm nay mình có nhận một cái hồ cá tiểu cảnh kết hợp với tiểu cảnh nha. Thì nhà cũng đang thi công á anh em ơi, đang thi công làm, chưa có hoàn thiện nha. Thì mới có phần dách và la phong anh em ơi. Thì mình cũng vô làm hồ, thì tới đâu mình chia sẻ anh em tới đó nha. Hôm nay mình định hình cái tiểu cảnh nha anh em. Hồ xong, chỉ còn chụp đá hoa cương trên cái mặt này nữa ha. Mình định hình cái tiểu cảnh. Mình mới gắn cái cục gạch cho nó cứng anh em, mà mình đắp bằng gạch nha. Rồi sơn giả đá. Khi nào tiếp tục thì mình chia sẻ tiếp ha. Mình có định hình và làm lên được một vài phần ở trong tiểu cảnh hồ nông bộ nha anh em. Thì hôm nay có mấy anh thợ lớp đá hoa cương thì mình không có làm nữa, mình ngưng lại để cho mấy ảnh lót ha. Thì mình sẽ tiếp tục sau rồi mình chia sẻ anh em tiếp nha. Vì cái tiểu cảnh này mình làm thời gian hơi dài nên mình chia ra hai giai đoạn nha anh em, chia ra hai phần nha, phần 1 và phần 2 nha. Thì bây giờ mình đăng trước phần 1, còn anh em thích thì sẽ xem tiếp theo phần 2 nha anh em. Rồi chào anh em ha.